Sinh nhật lần thứ 10 của Tamda Foods đang đến gần và cùng với đó là rất nhiều khuyến mãi đặc biệt. Các sản phẩm Drogheria với giá siêu hấp dẫn, ví dụ như kem đánh răng Colgate chỉ 16,90 kron. Pan đồ ngọt thì không thể bỏ lỡ KitKat Sense, sản phẩm mới được ra mắt cực hot với giá chỉ 50,90 kron. Và cũng không thể nào không nhắc tới những sản phẩm top của tuần này, đó chính là giày Robop với giá chỉ từ 11,90 kron. Và đặc biệt hơn, chỉ cần mua trên 2.000 kron là có ngay cơ hội nhận hàng ngàn giày thưởng hấp dẫn từ chương trình Unlock Đầu Xuân. Hãy đón xuân sang cùng Tamda Foods.